có ước mơ trở thành vị vua chinh phạt lãnh thổ giống như các vị vua trong lịch sử. Con biết khi ước mơ con tưởng tượng mình đi chinh phục cái chiến tranh này nọ, sư sư nó có gây ác nghiệp không và ác nghiệp là gì? Và thanh sư. Cũng rất là hay ha. Ở đây cái email là vũ 18116 thì sư không biết là cái này là có phải là cái năm ngày tháng năm sinh không? Nếu mà ngày tháng năm sinh á thì có nghĩa là ngày 18 tháng 1 năm 16 nữa, mới 6 tuổi à. Phải công nhận nha, phải công nhận. Nếu như mà một cái đứa bé mà 6 tuổi mà như vậy là quá giỏi. Thứ nhất là biết rõ tiếng Việt. Cái chuyện biết rõ tiếng Việt là quá giỏi. Cái thứ hai á là mình biết biết đặt câu hỏi nữa chứ. Biết vô chỗ nào để đặt câu hỏi. Rồi thậm chí biết tiếng Anh, thanh tiếng Anh đàng hoàng, biết tiếng Anh. Một đứa bé 6 tuổi như vậy là quá giỏi. Nhưng mà tại sao là sư lại xem đây là đứa bé? Tại vì á chỉ có đứa bé mới hỏi linh tinh thôi, chứ người bình thường người lớn không hỏi linh tinh. Đứa bé nó hỏi linh tinh, hỏi nhiều chuyện lắm. Thì thôi thì mình cũng cứ trả lời thôi. Nếu mà bé con thì bé có đang xem cái video này thì bây giờ sư trả lời cho con nghe ha. Cái chuyện mà con muốn làm vua á, thì cũng được thôi, không có vấn đề gì hết trơn hết trời. Nhưng mà mình làm vua vua nhỏ lắm con, cái vua bình thường nó nhỏ lắm. Mình có vua chuyển luân thánh vương á, nếu có ước mình ước cho hẳn cho thiệt là bự luôn ha, mơ làm chuyển luân thánh vương á. Thì vua chuyển luân thánh vương có đặc điểm như vậy là vị này á là làm chủ tất cả cái quả địa cầu này và thậm chí là ba quả địa cầu còn lại, tức là một một vị vua chuyển luân vương á, họ có thể thậm chí làm chủ bốn quả địa cầu nha. Và không cần phải đánh, mình chinh phục người ta mà mình cần đem quân đi mình đánh mình giết người ta là nó dở. Còn vua chuyển luân vương á đi tới đâu là người ta thần phục tới đó, vẫn có lính nha, vẫn có lính, vẫn có quan, vẫn có tướng đàng hoàng, nhưng mà không cần phải đánh trận. Tức là mình chỉ cần mình đi tới đâu á là dân ở đó họ thần phục tới đó, họ dâng đất đai, họ dâng nhà cửa, họ dâng tài sản, họ dâng hết cho mình. Và vua chuyển luân vương á là vị vua, là kiểu vua duy nhất mà chết rồi sanh thiên. Bởi vì trong thời kỳ vị này làm chuyển luân vương, vị này không tạo ác nghiệp mà thậm chí vị này tạo rất nhiều thiện nghiệp. Trong các hàng đại đệ tử của Thế Tôn có một vị luôn được rất nhiều chư thiên yêu mến, gọi là chư thiên yêu mến nhất trong số các đại đệ tử. Lý do là vị này ở kiếp quá khứ vị này là chuyển luân vương, nhờ vị này là chuyển luân vương á, vị này giúp cho người dân ở trong cái xứ đó họ sanh thiên nhiều lắm, mà nhờ sanh thiên như vậy đó họ biết ơn, họ quay trở lại họ cảm ơn vị này rất là nhiều. Còn tất cả các loại vua còn lại nha, tất cả các loại vua còn lại chết rồi đều đi địa ngục, chỉ có vua chuyển luân vương á chết được sanh thiên thôi, các loại vua còn lại chết đều đi địa ngục hết. Do đâu? Do các loại vua còn lại đó khi mà muốn mở rộng lãnh thổ thì đánh chiếm, xâm chiếm, giết hại, cái nghiệp giết đó, đi địa ngục nha. Rồi cướp cướp đất người ta mà để mình mở rộng lãnh thổ đúng không, cướp đất người ta đi địa ngục. Rồi khi mà mình xử lý cái việc triều chính nè, cái người làm ác là người làm tội nè, mình xử tử người ta, mình phạt tù người ta cũng đi địa ngục. Tức là một vị vua thường á họ cục cửa cái gì là đi địa ngục cái đó, còn vua chuyển luân vương á cái xứ của vị vua này không có tội phạm, giàu lắm, bởi vì vua này giàu lắm, giàu tới mức mà cái người mà họ nghèo quá đó, nghèo cho thiếu phước đó, họ tới họ chỉ đơn giản họ tới họ xin vua về sao thiếu tiền phải không, rồi cho tiền, thiếu nhà phải không, rồi cho nhà, thiếu cái gì cho cái đó vua, tại vì vua giàu lắm, giàu không thể tưởng được. Chính bởi vì như vậy đó mình đã có mơ thì mình mơ lớn nha. Cho nên là đứa bé 6 tuổi mà hỏi được vậy là quá giỏi rồi, cho nên tôi không có cái gì mà sư phàn nàn hết. Chắc có lẽ câu này là trả lời xong ha, tôi từ cho qua.